Trong thế giới hiện đại với nhịp sống hối hả và áp lực công việc, việc bảo vệ sức khỏe và cân bằng cuộc sống ngày càng trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Trong bối cảnh đó, công ty phát triển khoa học quốc tế Trường Sinh, hay còn được biết đến là Trường Sinh Group, đã vươn lên như một điểm sáng, là công ty tiên phong trong việc nghiên cứu và sản xuất các sản phẩm bảo vệ sức khỏe cộng đồng. Với 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực nghiên cứu và sản xuất sản phẩm bảo vệ sức khỏe con người có nguồn gốc từ dược liệu, mục tiêu hàng đầu của công ty là xây dựng chuỗi giá trị từ cây dược liệu, tạo ra những sản phẩm có giá trị cao và thân thiện với môi trường. Đồng thời, Trường Sinh Group còn cam kết hỗ trợ xã hội và phát triển nền nông nghiệp bền vững, góp phần giảm nghèo và xóa đói trong cộng đồng. Một trong những thành tựu đáng tự hào của Trường Sinh Group trong năm 2024 là việc phát triển và ra mắt sản phẩm dạ dày Trường Sinh. Sản phẩm được chiết xuất từ các dược liệu quý và thảo dược thiên nhiên, được kết hợp thành bài thuốc đông y hiệu quả, mang lại hiệu quả gấp đôi trong việc bảo vệ và điều trị các vấn đề liên quan đến dạ dày. Thành phần chính của dạ dày Trường Sinh bao gồm cao dạ cẩm, cao lá khổ sâm, cao lá khôi, cùng với nano curcumin từ nghệ đen và cao sâm ngọc linh. Nhờ vào sự kết hợp này, sản phẩm không chỉ giúp trung hòa axit dạ dày và ngăn chặn các vấn đề như đau dạ dày tái phát mà còn có khả năng phục hồi tổn thương và kiểm soát các tác nhân gây bệnh. Đặc biệt, dạ dày Trường Sinh được sản xuất tại nhà máy dược đạt chuẩn GMP do Bộ Y tế cấp. Công nghệ chiết khô đặc giúp bảo toàn hàm lượng kháng sinh phong phú từ thực vật, đồng thời nguồn nguyên liệu đầu vào hoàn toàn từ thảo dược thiên nhiên và dược liệu quý, đảm bảo chất lượng và an toàn cho người sử dụng. Từ những nỗ lực không ngừng, sứ mệnh vì sức khỏe cộng đồng và cam kết với chất lượng, Trường Sinh Group đã và đang đóng góp tích cực vào việc nâng cao chất lượng cuộc sống và bảo vệ sức khỏe của mọi người. Trào ngược dạ dày là một bệnh lý điều trị rất là lâu khỏi và rất dễ tái phát. Hiện nay rất nhiều người gặp phải và đang có xu hướng trẻ hóa trong cộng đồng. Triệu chứng của trào ngược dạ dày là ở nóng, ở chua, đau ở vùng thượng vị, khó nuốt hoặc buồn nôn. Với đặc tính ăn mòn của axit dạ dày, thì những tổn thương do trào ngược dạ dày gây ra nó không chỉ dừng lại ở dạ dày mà còn lan lên họng và thực quản. Khi dịch vị dạ dày nó trào ngược lên thực quản, mà thực quản chỉ được che phủ bởi một lớp niêm mạc mỏng mà thôi. Và nếu tình trạng trào ngược kéo dài, thì thực quản sẽ bị bào mòn, gây viêm loét. Lâu ngày sẽ hình thành nên các mô sẹo và người bệnh sẽ có cảm giác như nuốt nghẹn, nuốt vướng. Việc ăn uống sẽ cảm thấy khó khăn hơn và tệ hơn nữa là đau tức ở vùng ngực. Và cơn đau này đôi khi nó lan ra sau lưng và hai cánh tay, cảm giác như khó thở. Và điều đáng lo ngại nhất là khi người bệnh đối mặt với tình trạng này kéo dài thì nguy cơ cao sẽ đối mặt với những biến chứng như là viêm họng hạp, viêm họng mãn tính, barrett thực quản, thậm chí là ca thực quản. Và lúc đó việc điều trị rất tốn kém và khó khăn. Những ai đang bị trào ngược dạ dày nên điều trị từ gốc để không còn nỗi lo biến chứng nữa. Và mình khuyên các bạn nên sử dụng sản phẩm dạ dày Trường Sinh với nguồn gốc được chiết xuất từ thảo dược, rất an toàn, lành tính, hiệu quả cho bệnh viêm loét và trào ngược dạ dày. Áp dụng công nghệ hiện đại kết hợp cùng các bài thuốc y học cổ truyền được sản xuất theo tiêu chuẩn GMP của Bộ Y tế. Trong một gói dạ dày Trường Sinh có tới 20 thảo dược quý hoàn toàn từ thiên nhiên, giúp cân bằng dịch axit, hỗ trợ làm giảm tổn thương ở niêm mạc dạ dày, giảm đầy hơi, chướng bụng, hỗ trợ giảm triệu chứng đau nóng, rát, ngăn ngừa trào ngược dạ dày. Nếu bạn đang gặp những vấn đề về trào ngược dạ dày thực quản hay viêm loét dạ dày tá tràng, thì dạ dày Trường Sinh là một sản phẩm hỗ trợ điều trị rất tốt, có nguồn gốc từ thiên nhiên, đảm bảo an toàn, lành tính và hiệu quả.